Mọi người ở Việt Nam rất thích sử dụng cụm từ thanh lịch chảnh hay quyền lực để mô tả sự ngưỡng mộ của họ tới đẳng cấp và lối sống có vẻ khá kiên cường so với văn hóa Việt Nam và văn hóa hội nhập quốc tế. Vì sao những đất nước như Việt Nam, châu Á, Nga, Trung Đông lại rất yêu chuộng sự phô phan về tiền tài và thế lực, bộc lộ bằng những chiếc siêu xe, những đồ hiệu đầy logo giác từ đầu đến chân, đến những thức ăn giác vàng, rắc đá quý quý hiếm. Khác biệt với văn hóa châu Âu giàu thanh lịch ăn chơi cực chìm, những bộ trang phục tay loma đe khoác lên người nhìn bạn chọn cực kỳ nhưng tuyệt nhiên chẳng ai biết được nó đến từ yêu thương hiệu nào bởi chẳng có đến được cái logo, nhưng Rivatelet mà giới nhiều tiền phải là thành viên kín mới được lui tới. Âu cũng là khác lạ về văn hóa và lối sống. Đối với giới giàu cực giàu của châu Âu, họ đã giàu từ nhiều mới bá tước, doanh nghiệp, phong hàm. Và lối sống xa xỉ của họ chỉ là xa xỉ đối với chúng ta, chứ đối với họ rất đổi bình thường. Họ bỏ tiền mua một chiếc giấy 16.000 bảng đô la Mỹ, cũng tương tự với chúng ta bỏ ra 1 triệu 6 để mua một chiếc giấy. Vậy nên họ mua cái giấy đó mặc đi trà chiều, mặc đi mua sắm, cũng chẳng có điều gì là đặc biệt. Trong tủ chắc họ có vô khối những trang phục đắt giá cỡ đó. Cũng là quần áo, chẳng có nhu cầu phải khoe ra. Còn ở những nước mới giàu, người ta có luận điểm là Neri, người ta kiếm được nhiều tiền nhờ bán đất đai, tài nguyên, chấp được cơ hội thời đại. Người ta có nhu cầu được thể hiện ra sự phú quý của mình. Chính vì vậy, những món đồ được sử dụng thường cần phải tạo nên tatemen, nhìn vào phải biết ngay là đồ đắt, đồ hiếm. Âu đây cũng là nhu cầu rất dễ hiểu. Ngày thời còn là sinh viên, tôi đi làm thêm, tư vấn bán hàng thời trang cho yêu thương hiệu Cristiano ở Lounetric London, khách hàng mua điên đảo nhất là khách Trung Đông, Nga, sau đó là Trung Quốc, Nhật. Nhưng đó là cách đây mười mấy năm. Tôi đoán hiện thời khách Trung Quốc có khi vươn lên số 1, số 2 rồi không chừng. Khách hàng người Anh cũng thỉnh thoảng mua, khi mua họ hay soi rất kỹ về kiểu dáng, đường kim mũi chỉ. Còn những đối tượng kia mua hàng hiệu như mua sỉ, vào chỉ tay hàng loạt để mua, không cần mặc, bắt thử, ngắm nghía gì hết. Đó là những người giàu thật giàu, còn chúng ta, giới trẻ thì sao? Nhu cầu thích bộc lộ sự thanh lịch chảnh đến từ đâu? Tôi nghĩ là từ mạng xã hội. Từ khi mạng xã hội trở nên cực kỳ phổ cập, người sử dụng có thể là bất cứ ai. Chỉ cần chụp một chiếc ảnh đẹp là được bao nhiêu người từ quen đến không quen trầm trồ khen tặng. Từ người đẹp, đến vua làm đẹp, ăn mặc, đến món ăn, chỗ chơi sành điệu. Ai mà không thích? Tự nhiên chúng ta ai cũng hiện ra thói quen làm hình ảnh đối với công chúng. Trước khi ăn bữa ăn ngon, thanh lịch cũng phải chụp hình đăng lên Facebook, người ta gọi là cúng Facebook, đến đi chơi với nhóm bạn vui, đẹp cũng phải chụp nhiều tấm hình để bốt lên bộc lộ sự vui, sự phổ biến của bạn dạng thân mình. Tôi nghĩ, điều này dễ hiểu, ai cũng mong muốn được yêu mến, được ngưỡng mộ, được khoe những điều mình thấy thích, thấy tự hào. Tôi cũng vậy, chẳng phải ngoại lệ. Dừng! Tôi nghĩ chúng ta đừng quá mải mê bộc lộ mà quên đi thực sự tận hưởng hưởng thụ, khoảnh khắc vui bên đồng đội, người yêu, gia đình mình. Đừng biến những buổi đi ăn thành buổi photoshoot. Tôi và ông xóm từng chứng kiến có đôi cô bạn gọi món ra là mải mê chụp hình đồ ăn, sang file với đồ ăn. Chụp xong mỗi người một máy chỉnh biên tập sửa, mắt dán vào màn hình, tay xúc đồ ăn cho vào miệng khi mắt vẫn dán vào màn hình, không ai nói với nhau lời nào. Vậy sao gọi là hưởng thụ bữa ăn ngon? Bữa tối kiểu đó, có lẽ chỉ phục vụ cho công chúng ở nhà chứ bạn dạng thân các cô ấy chưa chắc đã tận hưởng được hết cái ngon của đồ ăn, chưa nói gì đến không gian ẩm thực, văn hóa ẩm thực. Tôi là người của công chúng, tôi hiểu rằng việc làm hình ảnh, hay nói cách khác, đồng đội và fan của tôi sẽ cảm thấy lôi cuốn khi biết được tôi mặc gì, ăn gì, chơi gì, với ai, ở đâu. Tôi cũng nỗ lực chia sẻ thường xuyên những hình ảnh đẹp, hoạt động lôi cuốn. Nhưng tôi thường xuyên nhắc nhở mình và chồng tôi nhắc nhở tôi, đừng quá sa đà vào việc bộc lộ, mà quên đi tận hưởng những giây phút hạnh phúc của hưởng thụ mang lại. Có một điểm tôi thường hơn hẳn các bạn trẻ đó là không mấy khi chụp lại út, mãi sau này tôi mới được giảng nghĩa cho rằng đó là outfit út te dây, vì đơn giản là dù mặc đẹp mỗi ngày nhưng vì mãi mắc bao nhiêu họp hành, làm việc, di chuyển nên tôi chẳng bao giờ còn tâm trí nào mà chụp hình cả.
hay cái vụ sang phai là tôi lại càng thường hơn nữa, một là vì tôi nghĩ người ta sẽ thấy lôi cuốn với cảnh quan tôi đang hưởng thụ hơn là cái đầu to đùng của tôi choáng hết màn hình, mỉm cười, chu môi, nhăn nhó đủ kiểu. Tôi thấy tôi không đủ hấp dẫn, và có thể cái đầu của tôi sẽ làm phiền nhiều người lướt feed thấy mỗi cái đầu tươi mỉm cười mà không có nội dung gì có lợi được truyền tải. Đồ hiệu, tôi cũng có sử dụng, nhưng không hiểu sao cứ thấy hơi xấu hổ khi coi ra nếu như không nằm trong phạm vi xuất hình thời trang hay quảng bá cho yêu thương hiệu. Có lẽ vì tôi cảm thấy mình cũng chẳng thể nào chạy theo nổi với phong trào mỗi hôm coi một món đồ mới, thứ hai tôi lo người ta cảm thấy mình xa cách. Nhưng tôi cũng hiểu rằng xóm hội chúng ta nhiều phần rất chuộng hình thức. Mình không coi ra thỉnh thoảng người ta tưởng mình thường thanh lịch, mình không quyền lực, nên có khi tôi cũng phải đầu tư coi một ít vì mục đích công việc. Nói vậy thôi, dù làm gì, như thế nào, hãy thông minh và lựa chọn cách bộc lộ làm sao mình được thoải mái, là chính mình. Đừng gồng, khiên cưỡng để bộc lộ những giá trị không thuộc về mình. Bởi thời gian là câu trả lời rõ nhất. Người ta yêu thương, trân trọng bạn vì điều gì nếu chỉ vì bạn phú quý, có trình độ sử dụng cho họ, thì nếu không có sự sâu ốc kia hay khi xong có khúc, người có lúc, họ có còn yêu thương mình. Đằng sau tấm hình thanh lịch chảnh, những nụ mỉm cười kia, có thực sự là hạnh phúc? Chỉ có bạn biết được.